Phía trước các thí sinh bây giờ sẽ là một chướng ngại vật của chương trình. Và để có thể vượt qua chướng ngại vật này, các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 8 chữ cái. Và sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý. Ngoài những từ hàng ngang gợi ý này thì còn có một gợi ý rất quan trọng về hình ảnh sẽ cung cấp cho các bạn những dữ kiện để tìm ra chướng ngại vật ngày hôm nay. Và người sẽ đưa ra sự lựa chọn đầu tiên là bạn Trọng Cường. Xin mời bạn. Em xin lựa chọn hàng ngang số 4. Hàng ngang số 4 gồm có 7 chữ cái. Dãy núi nào được xem như ranh giới tự nhiên giữa miền Bắc và miền Trung nước ta? Câu trả lời của bạn Trọng Cường là núi Tam Điệp, Thúy Hiền là Trường Sơn, Công Sơn là Bạch Mã. Và xin chúc mừng người cũng vừa có sự lựa chọn đầu tiên là bạn Trọng Cường đã đưa ra được câu trả lời chính xác. Và bây giờ chắc chắn rồi, chúng ta sẽ đến với góc hình ảnh đầu tiên của chướng ngại vật. Xin mời Thúy Hiền. Em xin được lựa chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 gồm có 7 chữ cái với nội dung câu hỏi như sau. Quần thể chùa nào? Vâng, tôi đã nhận thấy tín hiệu. Xin được trả lời chướng ngại vật của Trọng Cường. Mời bạn. Câu trả lời của em là Ninh Bình. Mặc dù đang đứng cách bạn một khoảng khá xa, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng bạn Trọng Cường đang thở rất mạnh. Vâng, rất nhanh chóng bạn Trọng Cường đã đưa ra từ chìa khóa cho chướng ngại vật ngày hôm nay. Và cô Hồng, mẹ của bạn Trọng Cường sẽ giúp bạn bình tĩnh hơn. Ước mơ lớn nhất của con là được tham dự cái chương trình Đường lên đỉnh Olympia này. Và ước mơ đó thì đến hôm nay đã trở thành hiện thực. Đó là cái món quà và cái phần thưởng vô giá đối với con cũng như là với gia đình. Vì vậy là con cứ bình tĩnh, tự tin, hết mình trong các cái phần chơi. Chắc hẳn là bạn Trọng Cường cũng như những người còn lại thì đã có kinh nghiệm rất nhiều năm theo dõi Đường lên đỉnh Olympia. Và trong những chương trình như thế này, mọi thứ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Mới chỉ có một từ hàng ngang được hé lộ, mới chỉ có một hình ảnh xuất hiện. Nhưng Trọng Cường đã hơi vội một chút, nhấn nút để xin trả lời chướng ngại vật. Điều gì đã mang tới cho bạn cái sự tự tin và quyết đoán vào cái thời khắc quan trọng như thế ạ? Dạ thưa chị, Ninh Bình chính là quê hương của em. Và cơ hội ghi điểm của những người còn lại, rất tiếc không còn nữa. Bạn Trọng Cường đã giành được 60 điểm. Cảm ơn chị vật chướng ngại vật với câu trả lời vừa rồi. Vâng, trường quay S14 lúc này như vỡ hòa trong niềm vui của các bạn cổ động viên. Chướng ngại vật ngày hôm nay của chúng ta đang nói tới một địa danh có rất nhiều những nét đặc biệt về giao thông, địa hình, văn hóa, lịch sử. Đồng thời đây cũng là nơi sở hữu hai khu vực được phong danh hiệu là di sản thế giới và khu dự trữ sinh quyển thế giới. Bởi thế cho nên là Ninh Bình ngày nay thì đã trở thành một trung tâm du lịch rất tiềm năng, phong phú và đa dạng. Và Ninh Bình chính là chướng ngại vật ngày hôm nay. Những từ hàng ngang còn lại mà các bạn phải đi tìm đó là Tràng An, Bái Đính, Sông Đáy, Hoa Lư đều là những địa danh liên quan mật thiết tới Ninh Bình. Và hình ảnh mà chúng ta được nhìn thấy trong chướng ngại vật chính là nhà thờ đá Phát Diệm, một công trình độc đáo của tỉnh Ninh Bình. Và một lần nữa xin chúc mừng Trọng Cường đã giành được 60 điểm sau phần thi vượt chướng ngại vật. Vâng, với sự xuất sắc của mình thì bạn Trọng Cường đã củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu đoàn leo núi vào lúc này. Và còn 2 phần thi nữa và các bạn thí sinh khác vẫn còn rất nhiều những cơ hội để phấn đấu. Bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết xem các bạn đang sở hữu những số điểm như thế nào. Bạn Minh Anh đang có 20 điểm, đang sở hữu số điểm 70 là bạn Công Sơn, đang có 80 điểm là bạn Thiên, và tạm thời dẫn đầu với 160 điểm là bạn Trọng Cường. Thế là bạn Trọng Cường khá là xuất sắc. Em không nghĩ được chướng ngại vật đâu. Chướng ngại vật này nếu mà thực ra thì cũng không khó, chỉ có điều là bạn Cường quá xuất sắc và quá nhanh nhạy. Tăng tốc cũng là một phần thi em khá tự tin và em sẽ cố bình tĩnh và nhập điện máy thật nhanh. Lần đầu tiên tôi thấy cả 4 bạn thí sinh đều đồng loạt ôm đầu. Tốc độ tốt sẽ là mấu chốt cho thành công ở phần thi này. Sự cách biệt đã được rút ngắn.